thưa quý khán giả và các đồng chí, ở những số phát sóng trước, chúng tôi đã dành thời lượng để giải đáp những nội dung liên quan đến chế độ hưu trí. Tuy nhiên, do thời lượng chương trình có hạn và chúng tôi vẫn nhận được nhiều thư của khán giả hỏi về nội dung này. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp những nội dung này, hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý khán giả và các đồng chí. Và xin được giới thiệu khách mời là đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng phòng chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Và để bắt đầu chương trình, xin mời đồng chí cùng quý khán giả, chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Trước thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2% cho đến khi đạt mức tối đa 75%. Như vậy, để được hưởng mức 75%, lao động nam phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo quy định tại khoản 2, điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng mức 45% tăng theo lộ trình mỗi năm tăng 1 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018, tức là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động được tính thêm 2% cho đến khi đạt mức 75%. Theo đó, nếu nghỉ hưu năm 2018 để có thể hưởng lương hưu mức tối đa 75%, thì lao động nam phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 31 năm trở lên. Nếu nghỉ hưu vào các năm 2019, 2020, 2021 thì con số này lần lượt là 32, 33, 34 năm và từ năm 2022 là 35 năm, tăng 5 năm so với thời điểm trước năm 2018. Cùng với tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội ứng với mức tính hưởng 45% theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Quy định chi tiết Điều 169 Bộ Luật Lao động về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường cũng tăng theo lộ trình. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ dẫn tới tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù, hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan vẫn thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi có nhận được thư của khán giả hỏi với nội dung như sau. Quân nhân bị suy giảm khả năng lao động thì độ tuổi nghỉ hưu được Bộ Luật Lao động quy định như thế nào, thưa đồng chí? Vâng, tại cái điểm B khoản 1 điều 219 Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định quân nhân có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với cái mức thấp hơn khi thuộc một trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là có tuổi thấp hơn tối đa là 10 tuổi so với cái tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, tức là giảm 10 tuổi so với người lao động làm việc trong cái điều kiện lao động bình thường, mà cụ thể năm 2023 này là nam đủ là 50 tuổi 9 tháng và nữ là đủ 46 tuổi. Trường hợp thứ hai là có đủ 15 năm làm trở lên làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại thuộc cái danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành thì không phụ thuộc vào tuổi đời. Tuy nhiên mà trường hợp mà quân nhân nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động thì phải trừ cái tỷ lệ hưởng lương hưu đi 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Chúng tôi có nhận được thư của đồng chí Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1975, là quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại một đơn vị ở Khánh Hòa, có hỏi với nội dung như sau.
Tính đến tháng 4 năm 2023, tôi có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có 23 năm được tính tuổi quân. Vậy tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu không? Và tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu của tôi là bao nhiêu? Vâng, về điều kiện nghỉ hưu thì tại cái điểm A khoản 2 điều 8 nghị định số 33 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ có quy định nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong quân đội, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nghỉ việc thì được nghỉ hưu. Về thời gian công tác trong quân đội thì bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, kể cả cái thời gian quân nhân chuyển ngành, sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ quân đội. Đối chiếu với quy định trên thì đồng chí Xuân có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 23 năm được tính tuổi quân. Do đó đồng chí đủ điều kiện nghỉ hưu. Về cách tính lương hưu thì theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 9, nghị định số 33 ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ thì mức lương hưu hàng tháng của quân nhân được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu nhân với mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu của nữ quân nhân nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đầu được tính bằng 45%. Sau đó cứ thêm mỗi một năm được tính thêm 2%, mức tối đa là bằng 75%. Trường hợp đồng chí Xuân có 27 năm tham gia bảo hiểm xã hội, do vậy tỷ lệ lương hưu của đồng chí được tính như sau: 15 năm đầu bằng 45%, 12 năm tiếp theo thì mỗi năm 2% bằng 24%. Như vậy tỷ lệ lương hưu của đồng chí là 45% cộng với 24% bằng 69%. Chúng tôi có nhận được thư của đồng chí Nguyễn Văn Thu thuộc một đơn vị đóng quân trên địa bàn quân khu 4 có hỏi với nội dung như sau. Năm nay tôi 54 tuổi, là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, tôi có 30 năm công tác liên tục trong quân đội. Tháng 6 năm 2023, tôi được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Vậy mức hưởng lương hưu của tôi được tính như thế nào? Theo thông tin mà đồng chí Thu cung cấp thì đến tháng 5 năm 2023, đồng chí có 30 năm công tác trong quân đội và có đóng bảo hiểm xã hội để được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng lương hưu của đồng chí như sau: 20 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội của đồng chí sẽ tương ứng với 45%. Từ năm thứ 21 đến năm thứ 30, mỗi năm 2%, tức là 10 năm nhân với 2 bằng 20%, thì tỷ lệ phần trăm lương hưu của đồng chí sẽ là 45% cộng với 20% bằng 65%. Như vậy, đồng chí Thu có 30 năm công tác liên tục trong quân đội và tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên tỷ lệ hưởng lương hưu của đồng chí tại tháng 6 năm 2023 sẽ là 65% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng hưởng lương hưu. Chúng tôi có nhận được thư của đồng chí Nguyễn Văn Tiến là lao động hợp đồng làm việc tại một doanh nghiệp quân đội có hỏi với nội dung như sau. Tôi sinh tháng 3 năm 1970, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 26 năm, trong đó có 17 năm 9 tháng làm nghề khai thác mỏ hầm lò. Vậy đến tháng 6 năm 2023, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu không? Vâng, về câu hỏi của đồng chí tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 219, Bộ Luật Lao động sửa đổi, điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có đủ 15 năm làm nghề công việc khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu với mốc tuổi có tuổi thấp hơn tối đa là 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong cái điều kiện lao động bình thường quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động. Về tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Lao động thì kể từ năm
2021 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong cái điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi một năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Như vậy, mức tuổi nghỉ hưu đối với người làm công việc khai thác than trong hầm lò trong năm 2023 của nam là 50 tuổi 9 tháng và nữ là 46 tuổi. Ở trường hợp của đồng chí Tiến, tính đến tháng 6 năm 2023 có tuổi là 53 tuổi 2 tháng và có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 17 năm 9 tháng làm công việc khai thác than trong hầm lò. Để đối chiếu với quy định nêu trên ấy, thì đồng chí Tiến đủ điều kiện nghỉ hưu. Chúng tôi tiếp tục nhận được thư của đồng chí Nguyễn Thị Hoa là lao động hợp đồng thuộc một đơn vị ở Đồng Nai, có hỏi với nội dung như sau. Tôi sinh tháng 6 năm 1967, tính đến tháng 8 năm 2023, tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm 3 tháng. Vậy tôi có đủ điều kiện để nghỉ hưu hay không? Theo quy định tại khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung cái điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các cái trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động. Trường hợp thứ hai là đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc cái danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở cái vùng có cái điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả cái thời gian làm việc ở nơi có cái phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp thứ ba là người lao động có cái tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề công việc khai thác than trong hầm lò. Trường hợp thứ tư là người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thì tại cái khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động có quy định là kể từ năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong cái điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi một năm tăng thêm là 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi mà đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Như vậy, đối với lao động nữ trong cái điều kiện lao động bình thường nghỉ hưu vào năm 2023 thì phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có tuổi đời là 56 tuổi. Đối chiếu với quy định trên thì tính đến tháng 8 năm 2023, đồng chí có 20 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội và có tuổi đời là 56 tuổi 1 tháng. Như vậy đồng chí Hoa là đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vâng, câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với những giải đáp của đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, chúng tôi hy vọng có thể mang lại những thông tin kịp thời, cần thiết nhất đến cho quý khán giả và các đồng chí. Nếu có những câu hỏi liên quan đến nội dung trong chương trình, cũng như các chế độ chính sách khác, xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyên mục Hộp thư Quốc phòng, Phòng thư ký biên tập kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoặc theo số điện thoại 024-6287-8989. Quý khán giả có thể xem lại tại địa chỉ trang web www.qpvn.vn. Xin cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.